Xe xăng ra. Bạn hôm nay mình đốn cái bạch đằng bự chà bá luôn các bạn ơi. Cái bạch đằng quá trời to luôn các bạn ơi. Này nó gần sát bên dây điện, cột điện luôn các bạn ơi. Đốn cái này cũng hơi nguy hiểm đó. Ừ, cho nó ngã qua hướng này nè. Mình cũng tìm cách mình đốn, mình cho nó ngã trúng cột điện các bạn. Nguy hiểm quá, sát bên cái miễu luôn. Sát bên cái miễu luôn các bạn ơi. Một bên là cái miễu, một bên là dây điện các bạn. Rồi mình cố gắng mình tìm cách mình cắt làm sao đừng cho nó ngã trúng cái cột điện và trúng cái miễu luôn nha các bạn. Cái bạch đằng này nó lâu năm rồi các bạn ơi, nó già dữ lắm mà nó cứng dữ lắm các bạn ơi. Nói chắc mà cắt nó muốn không vô luôn đó các bạn. Cái cây nó to mà cái lưỡi cưa mình 5 tấc mà không dám luôn các bạn. Thì cây nó gần đường dây điện, thành ra buộc nó cắt, mình sợ cái mùa mưa giông bão đó các bạn, cái nó ngã trúng đường dây điện rồi đứt dây điện là không có điện xài luôn các bạn ơi. Bởi vậy lúc này là mình phải cắt nó các bạn ơi, mình phải hạ nó xuống các bạn ơi. Để mùa giông bão là nguy hiểm lắm. trên cái cây mà có cái tàn bự nó ngã xuống, cái độ ngã nó như mạnh như thế nào các bạn. Mình quay xa cho các bạn nhìn thấy rõ chút nè. Xuống rồi đó các bạn ơi, nó xuống đó các bạn ơi. Nó ngã xuống đó các bạn ơi. Xuống đó các bạn ơi, xuống đó các bạn ơi. Quá dở. Hên quá không trúng cái gì hết các bạn ơi. Đúng theo cái ý định mình cho nó ngã theo cái chiều đó luôn các bạn ơi. Của hạ cánh thành công. Của hạ cánh thành công luôn. Cái này đó nó bị hư nè, cái nó nhập lên hai cây thành một nè. Rồi đó tính đốn mà đừng có để che bóng mát. Cây to các bạn nhưng mà bị hư lỗi rồi các bạn ơi. Nó bị một lỗi rồi. Cây này giờ không biết làm gì luôn. Cái này chỉ có làm củi thôi mà làm củi làm sao một bữa ra nổi. Cây quá to luôn các bạn, để đo cả mấy gan. 2 gan các bạn ơi, như đường kính nó là 4 tấc. Gần 5 tấc các bạn. Cái này không có xài được cái gì hết trơn các bạn ơi.